Hôm nay chúng ta học tiếp và bài mới bằng cách là chúng ta quay lại bài cũ một tí. Bài cũ là chúng ta đã học xong về cái cấu trúc của danh và sắc, tức là cái phần hồn và phần xác, cái gọi là chúng sinh. Tôi cẩn thận như tôi nói, cái gọi là chúng sinh, phàm thánh siêu đọa bàn sanh ngạ quỷ nhân loại, Recording in progress. thì tất cả đều gọi là cái gọi là chúng sinh ấy, nó gồm có những cấu trúc sinh học và cấu trúc tâm lý như vậy đó. Thì trong cái bài học chiều nay chúng tôi muốn nói đến một điều, đó là lâu nay mình xưa giờ mình có nghe đến cái chữ gọi là chữ đoạn trừ, hay là cái chữ diệt trừ, đoạn tận phiền não. Thì thưa với đại chúng ấy, là cái vấn đề nó như thế này, tôi nói xong rồi các vị thấy mình có nên dùng cái chữ đó hay không. Mặc dù trong kinh có dùng đó, nhưng mà thánh người ta dùng thì ok, nhưng mà mình dùng thì mình hiểu lầm. Đó là do một cái hiểu lầm, do một cái hiểu lầm nào đó mà tôi ghét một người hoặc là tôi thích một vật. Ghét một người, tôi thích một vật. Rồi sau khi mà tôi tìm hiểu ra thì tôi không còn hiểu lầm nữa, tôi không còn ghét cái người đó nữa, và tôi không còn tiếp tục thích cái vật đó nữa. Thì trong trường hợp đó các vị thích thì các vị nói là tôi đã đoạn trừ cái thích, tôi đã chấm dứt, tôi đã đoạn tận cái ghét, đã chấm dứt cái thích, đã chấm dứt cái ghét, đoạn trừ cái thích, đoạn trừ cái ghét. Tùy các vị thích thì cứ dùng, nhưng mà phải hiểu là tu hành là thay thế cái nhận thức này. Mà thay thế bằng cách nào? Xưa giờ là mình không học giáo lý từ vô lượng kiếp đó. Mình học là học cho vui vậy, nếu có học là học cho vui thôi, chứ còn mình chưa có được một cái nhận thức của cái người chứng thánh đấy. Cho nên đó là cái chuyện đầu tiên là mình mù tịt về tứ đế trước đây. Từ cái nhận mù tịt về được bốn đế đó, nó mới là dẫn đến vô vàn những cái ngộ nhận trong đời sống. Và trong bản thân cái ngộ nhận đó nó gồm có nhiều khía cạnh đấy, nhớ nhà nghe cho kỹ. Do không hiểu bốn đế, tức là không hiểu bốn sự thật. Sau đây sự thật đầu tiên ý, là không biết rằng mọi hiện hữu là khổ, dầu là thiện ác nhân quả đều là khổ. Và nhớ cái đó, sướng cách mấy khổ cách mấy thì gom lại cũng là khổ, khổ bản chất hoặc là khổ cảm giác. Nhớ cái đó, thiện ác cái thiện nào nó cũng là khổ, mà trong đó là cái bát chánh đạo nó vừa là khổ mà nó vừa là con đường thoát khổ. Cái ác nào nó cũng là khổ, mà riêng trong đó cái tâm tham ấy, tham ái, nó vừa là khổ mà nó vừa là nguyên nhân sinh khổ. Nhớ cái đó, nhớ mọi hiện hữu là khổ. Cái sự thật thứ hai đó là thích cái gì cũng là thích trong khổ. Và thích trong khổ nghĩa là đầu tư thêm cái khổ mới. Đấy. Cái sự thật thứ ba đó là muốn hết khổ thì đừng có tiếp tục thích trong đó nữa. Cái sự vắng mặt của lòng ham thích đó, đấy, chính là niết bàn. Và mình sống bằng ba cái nhận thức vừa rồi đó, ba cái hiểu biết về ba cái sự thật đầu tiên ý. Thì sống bằng ba cái nhận thức đó chính là con đường thoát khổ. Và cái vậy mình sống bằng ba cái nhận thức đó, đem chia nó ra thì nó thành ra bát chánh đạo. Còn nói gọn tức là sống bằng ba cái nhận thức đó. Nhận thức đầu tiên là mọi thứ là khổ, nhận thức hai là thích cái gì cũng là thích trong khổ và tạo ra khổ khác. Cái sự thật thứ ba đó là muốn hết khổ thì đừng có thích nữa. Thì từ bốn cái chuyện mà hiểu được bốn cái sự thật này nè, thì nó mới giúp cho mình bỏ được cái vọng chấp, cái điên đảo mộng tưởng. Còn chính vì mình không có hiểu bốn cái này này, cho nên mình mới có cái phân biệt, mà phân biệt không phải là phân biệt của trí, mà phân biệt của vọng tưởng phàm tâm ấy. Mới có cái phân biệt là đẹp xấu, ngon dở, thơm thối đấy. Rồi từ đó nó mới ra cái thích và ghét. Và như tôi nói rất là nhiều lần, là do cái nghiệp tham ái của nhiều đời ấy, mà mình cứ có mặt ở cảnh giới này cảnh giới kia, ở môi trường này môi trường nọ, để từ cái cảnh giới cái môi trường đó mình mới có những cái thích không có giống nhau.
Chúng sanh ở cái cảnh giới này nó khác cái thích của cảnh giới kia, cái chủng loại này nó có cái thích khác với cái chủng loại kia, rồi ngay cả cùng một chủng loại mà cái cá nhân này nó có cái thích cái ghét không giống với cái cá nhân kia đấy. Và từ cái chỗ mà có cái vô minh trong 4 đế nó mới dẫn đến cái phân biệt, từ cái phân biệt đó nó mới có cái thích và ghét theo cái hướng riêng của mình, rồi từ cái thích ghét đó nó mới hình thành ra cái khái niệm hạnh phúc và đau khổ. Có nghĩa là có được cái mình thích thì mình gọi đó là hạnh phúc, mà chịu đựng cái mình ghét thì mình gọi đó là đau khổ. Mà để giải quyết cái đau khổ và cái hạnh phúc này nè, để trốn khổ tìm vui đó, thì mình mới làm tất cả các nghiệp thiện và ác. Người 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 lành, người trí ấy, thì họ giải quyết cái khổ bằng cách là họ hành thiện. Còn người mà không có biết Phật pháp, không tu hành ấy, thì họ giải quyết cái khổ bằng cách họ đi làm các cái việc ác, việc xấu, hại mình, hại người. Thì mình đã học cái cấu trúc của thanh tâm rồi, thì mình thấy là toàn bộ thanh tâm của chúng sinh về thân ấy, thì cái cấu tạo của nó chỉ là căn bản ấy, chỉ là 4 đại, còn về tâm ấy, thì chỉ là thiện ác thôi. Không, thiện ác. À, ngày nào mình còn vô minh trong 4 đế thì ngày đó đó mình còn có cái phiền não. Mà phiền não đây là gì? Phiền não đây là gì? Phiền não nó là những cái khía cạnh ngộ nhận của tâm. Thí dụ như do mình không có hiểu mọi thứ là khổ, cho nên mình phải có lựa chọn cái này thích, cái này mình ghét. Rồi từ đó nó mới ra cái hình thành cái khái niệm là cái này là của tôi, cái này là bản thân tôi, sĩ diện mặt mũi danh dự của tôi, cái này là tài sản gia nghiệp vật sở hữu của tôi, đây là vợ chồng con cái, đây là vật sở hữu, đây là thú cưng, đây là gia tài đất đai của tôi. Thì như vậy khi mà mình có ngộ nhận nó mới có mấy cái suy nghĩ đó, mà trong mấy cái suy nghĩ đó nó mới chia ra là các thứ mà mình gọi là phiền não. Trong cái ngộ nhận đó đó nó gồm các khía cạnh như là mình không muốn người khác được cái gì giống như mình hoặc là hơn mình, thì cái đó gọi là ganh tị. Mình không muốn mất đi cái gì, không muốn chia sẻ cho ai cái gì, thì đó là bụng xỉn. Mình cứ so sánh mình với người khác, mình bằng người ta, mình hơn người ta, là mình thua người ta. Mình nhìn về người ta bằng cái tâm thái gọi là tự đắc, tự tôn hay là tự ti, mặc cảm. Đấy. Thì trong trường hợp đó gọi là ngã mạn, so sánh là ngã mạn. Đấy. Rồi cái trạng thái biếng, lười, ham, ngủ, đó gọi là hôn thủy. Cái trạng thái tâm mà thích cái này, mê luyến cái kia, thì mình gọi là tham. Bất mãn cái này, từ khước cái nọ, thì mình gọi đó là sân. Hiểu sai sự thật thì đó gọi là tà kiến. Không thấy được sự thật thì mình gọi nó là si mê hay là vô minh. Đây. À, nó là những phiền não, là những khía cạnh của cái gọi là phàm tâm. Thì khi mà mình là một cái người mà cầu đạo giải thoát á, mình cũng là làm các cái công đức như cái người mà không có tu hành đó, mà có hiểu biết chút ít đó, thì họ cũng là hành thiện lánh ác. Nhưng mà họ cầu quả nhân thiên, còn mình ấy, thì khi mình ý thức được rằng ấy, là có mặt ở đâu cũng là khổ, thì mình cũng hành thiện lánh ác, nhưng mà với một mục đích ấy, là đến một ngày nào đó công viên quả mãn. Tức là các hạnh lành mà nó chín mùi thì mình gọi là ba la mật thành tựu ấy. Thì lúc đó mình một là tự ngộ, hai là phải gặp thầy gặp bạn rồi giúp cho mình chứng đạo hơn. Thì kể từ cái giây phút đó, nếu mà mình là cái duyên lành mình là đầy đủ hơn, viên mãn, thì mình đắc một cái leo từ cái tầng thánh thấp nhất lên đến tầng thánh cao nhất trong tích tắc, trong nháy mắt, cái đó không có gì để nói. Nhưng mà nó có trường hợp là cái duyên lành mình nó không đủ để mà chứng lên đến cái tầng thánh A-la-hán cao nhất thì sao? Thì mình đi đi từng bước. Có người đắc sơ quả xong rồi đó là họ phải 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, cuối đời mới lên cái tầng thánh cao hơn. Còn có người thì họ chứng sơ quả xong rồi phải 1 kiếp, 2 kiếp, 3 kiếp, tới 7 kiếp mới chứng quả A-la-hán, phải không? Thì trong cái thời gian mà mình chưa chứng A-la-hán nhưng mà mình còn ở các tầng thánh thấp ấy, thì mình cũng nhìn về thế giới này như người ta vậy đó, như mấy người phàm phu vậy đó. Mình cũng thấy trăng sao hoa lá nam nữ được cái trong mày sông ngồi biển cả rừng núi kinh rạch, mình cũng thấy y như người ta vậy đó. Nhưng mà trong cái thấy cái biết của mình ấy,
nó bỏ đi rất là nhiều những cái khía cạnh tâm lý tiêu cực. Thí dụ như bị tu đồ quần đi, vì tu đồ quần là khi mình chứng tu đồ quần, chuyện đầu tiên là mình phải chấm dứt hẳn triệt để cái là thân kiến và hoài nghi. Thân kiến đó là cái hiểu sai cho rằng cái thân này, tâm này là của mình. Thấy trong cái thân này nó có cái gì đó là của tôi, nó tôi chính là cái thân này chính là tôi, trong cái hình hài này nó có cái được gọi là của tôi. Ai mà đụng tới cái hình hài này là mình chịu được, người ta nhổ nước bọt mình chịu nổi, đấm vô mặt mà mình chịu nổi, người ta nói xấu mình chịu không nổi. Mình có nghĩ là cái sĩ diện của tôi, danh dự của tôi, thân xác của tôi, sức khỏe của tôi, tánh mạng của tôi đây. Nhưng vì tôi đồ quần thì họ không còn thân kiến, họ không có nghĩ như vậy, họ chỉ bực mình khi họ thất niệm thôi. Chứ còn trên căn bản họ hiểu rất rõ là mọi hiện hữu ở đời đều là khổ, đều là vô nghĩa, đều là không cần thiết. Họ thường trực sống trong cái nhận thức như vậy đó, họ thường trực sống trong cái nhận thức như vậy. Thế là cái thân này nó chỉ là gánh nặng thôi, nó do duyên mà có, rồi nó cũng do duyên mà nó mất. Nhưng mà nếu mà mình còn là phàm phu thì nó cái duyên này nó mất, thì mấy duyên khác lại tiếp diễn để cho mình đầu thai từ cái thân này qua thân khác. Họ hiểu vậy đó, cho nên đó là họ ê chề lắm, ngao ngán lắm, ngán ngẩm lắm. Họ vẫn còn thích cái này còn ghét cái kia, nhưng mà cái thích ghét của một người trưởng thành. Ví dụ như mình lớn tuổi, mình trên 18 thì mình ngậm một viên kẹo thấy cũng ngon hả, cũng ngon. Rồi mình cầm một món đồ chơi mà nó sắc sảo, nó tinh xảo tinh tế thì mình nhìn cũng thích. Nhưng mà cái thích của một người lớn nhìn món đồ của trẻ con. Tôi nè, khi mà gặp một đứa bé mà bụ bẫm dễ thương tôi cũng thích nhìn vậy. Nhưng mà cái thích của tôi nó tuyệt đối nó không giống cái thích của một ông bố. Ông bố mà khi ông nhìn đứa con của mình ấy bụ bẫm kháo khỉnh, thông minh, mập mạp, trắng trẻo, biết làm đúng, rồi là mình cưng, phải xài chỉ cưng ấy. Biết bao nhiêu. Người riêng tôi thì tôi tay rộng, nó tay nó đẹp lắm, nó đẹp như búp bê, nó đẹp như búp bê, đẹp lắm, mình nó tay nó đẹp, nó dạng lắm, dễ thương lắm. Nhưng mà tôi thì nhìn vậy thôi, chứ còn thấy cũng dễ thương. Rồi nói theo anh thì đạt mình cái thích của mình, thích nhìn nó cũng là cái tâm 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 tham tham ái đó chứ. Nhưng mà nó nhẹ lắm, bởi vì mình nhớ rất rõ đó là con người ta, và mình cũng hiểu thêm nữa là cái thấy dễ thương vậy, nhưng mà đó là cục nợ đó. Thấy dễ thương nhưng biết đó là cục nợ, thấy dễ thương nhưng biết đó phải là của mình đó. Thì cái bậc thánh đó, sơ quả họ cũng vậy, họ cũng buồn vui như mình vậy đó, nhưng mà gì họ buồn vui bằng cái nhận thức, bằng cái nhận thức của người biết chuyện. Cho nên nếu mà mình không có dùng cái ví dụ đó, mình không có thấy được cái sự khác biệt của cái bậc hiểu đạo và người không hiểu đạo. Cái người hiểu đạo họ y như như cái chuyện mà tôi mới vừa nói vậy. Tôi cũng sợ nuôi thú cưng lắm, sợ trong nhà có chó có mèo sợ lắm. Ngay cả cái nhà mà có sải thảm rồi tôi đã sợ bị dị ứng rồi. Nói gì lông mèo lông chó sợ lắm, nhưng mà mình gặp đến trò dễ thương mình cũng thích nhìn chứ. Nhưng mà thích nhìn thì thích, nhưng tôi luôn luôn nhớ rất rõ con chó là phải chó của tôi nhớ rất rõ là cái con này mà người ta có cho tôi cũng không có đem về, vì rất là phiền, nó tới 1001 cái phiền, nó phóng uế, nó cắn xé đồ đạc, rồi lông lá tùm lum bay đầy nhà, vô thức ăn vô ly nước. Rồi chưa kể thì mình nuôi, tôi đi đâu tính sao, một lần tôi đi, đi từ Mỹ tôi về châu Âu, từ châu Âu tôi đi qua Calama, rồi con chó nó tính sao đây, để bị gửi gửi ai, nó phiền dữ lắm. Mà cái ớn nhất đó là tôi sợ lông nó lắm, tôi sợ bị dị ứng. Cho nên nhờ vậy đó, cho nên thích thì thích, nhưng mà cái thích nó đi kèm với một nhận thức rất rõ về những cái phiền phức, những cái hệ lụy mà đi ra từ cái mà mình mới vừa thích, cái mà mình đang thích, biết rất rõ. Một cái biết gọi là toàn diện triệt để và sâu sắc, một cái biết không vay mượn từ kiến thức sách vở thầy bạn xã hội gia đình, một cái biết do tự thân tôi thân chứng và thể nghiệm về cái con chó con mèo, về cái đứa bé mà tôi mới vừa nói là kháu khỉnh và bụ bẩm này. Cái biết đó là tự thân tôi biết, không có vay mượn ai hết. Đấy. Cái biết đó bây giờ tôi đang ngủ 2 giờ sáng dựng như vậy, hỏi có nhận con chó này không, tôi nói không. Đấy.
2 giờ sáng đang ngủ mà giao cho cái đứa bé nó giao suy coi gì 1 tuần được không, lắc đầu lắc liền. Rồi nói cái chuyện mà thai tả thì cái chuyện mà cho nó uống sữa cho nó ăn baby food là tôi chịu không nổi rồi. Rồi bậc thánh rồi quần như vậy tôi chốt lại trưa nay tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói rằng cái chuyện tu hành chỉ là thay thế, chỉ là thay thế cái nhận thức là tật nguyền sai lệch, ngộ nhận bằng một cái nhìn tích cực đúng đắn, chỉ vậy thôi, chỉ là thay thế, chỉ là thay thế. Tức là khi mình thấy ra được cái khía cạnh này thì mình sẽ bỏ đi được biết bao nhiêu là cái thứ ngộ nhận mà nó đính kèm. Tôi có ý nhấn mạnh cái chữ đính kèm. Khi mà mình thấy ra một cái sự thật là mình sẽ bỏ đi được rất nhiều cái ngộ nhận đính kèm. Ví dụ như chỉ cần tôi nhìn cái người đó tôi biết ờ đây là má của tôi thì tôi biết ngay là người này không phải là người dân, biết đây không phải là bà hàng xóm, biết đây chính là dâu của ông nội tôi, con gái của ông ngoại tôi, vợ của bố tôi, là người đã sanh ra tôi biết, chỉ cần nhìn bị xác định một chuyện thôi. Thì xác định một chuyện và có nhiều cái việc mà nếu mà người đàn bà khác làm trong nhà tôi rất là giận. Nhưng mà ví dụ như tôi thấy ai mà để cái chảo dơ ở ngoài ban công là tôi bực mình lắm, nhưng mà tôi biết đây là má tôi để, tôi chỉ cần biết đây là má và má là cái gì, chỉ cần nói cái chữ má là bao nhiêu cái hiểu biết về má ù kéo về. Và tôi còn biết tại sao má để cái chảo đây nữa, vì cái chảo này nó nóng, má nãy má để đây để cho chảo nguội rồi má mới đem vào má rửa, mà ở đâu có cái dầu dơ này, má nấu ăn cho tôi này, má nấu ăn cho tôi, mà khi không có má đó tôi tự nấu ăn, tôi bữa được bữa mất bữa được bữa cái à, ăn uống thất thường, từ ngày có má về thì tôi được những bữa ăn rất là đàng hoàng, đủ chất, sạch sẽ, vừa ngon vừa lành đấy. Tất cả những cái đó nó đổ về cùng một lúc, cho nên khi tôi nhìn cái chảo là nó kéo theo bao nhiêu là cái hiểu biết liên quan tới má, tới những bữa ăn, tới sức khỏe của tôi, tới tình trạng, cái điều kiện, cái chất lượng của cuộc sống của tôi hiện tại. Chỉ nhìn cái chảo thôi, nhìn cái chảo dơ mà thấy trong đó là lòng mẹ bao la, thấy trong đó cả một cái sức khỏe, thấy trong đó cả một cái đời sống, thấy một cái sự thoải mái, thấy cái sự an lạc, thấy cái ngon lành béo bổ gì trong mọi trong thức ăn ấy của má làm cho mình đấy. Thì vì tôi đồ quần cũng vậy, khi mà ngài nhìn thấy một cái gì đó là ngài thấy, ngài chỉ thấy là cái lý do để ngài từ tâm với chúng sanh chứ không ai luyến chúng sanh, ngài nhìn để nhàm chán cuộc đời chứ không có bất mãn cuộc đời đấy. Nhớ nha, cái này mới là cái mà tôi muốn nói chiều nay, nhìn để mà từ tâm bi mẫn, nhìn để mà vui với cái nhân lành quả lành đến người khác, nhìn để mà trắc ẩn trước cái nhân xấu quả xấu của người khác, nhìn để mà chan chứa cái lòng đại từ, mong mà muôn loài được an lạc an lành, chứ còn ngài không có thấy ra cái khía cạnh nào để mà phiền giận chúng sanh, để hoặc là ai luyến nặng lòng với ai cả, dầu với người với vật với cảnh sự vật sự việc không. Chỉ thay thế cách nhìn thôi. Và từ cái chuyện mình thay thế hay không thay thế nó mới nảy ra các cái gọi là pháp thiện và pháp bất thiện. Khi mà vô minh trong bốn đế rồi, có nghĩa là khi mình không biết rằng mình là người thì tử tụ thì mình mới có hứng thú để mà mình trồng hoa chung quanh cái chỗ mình ở, mình không nhớ rằng mình là cái người ung thư kỳ cuối, cho nên mình mới hứng thú vui vẻ thưởng thức bông hoa. Còn đằng này mình biết rõ mình là người tử tù, nay mai gì đi trả án dựa cột, hoặc là ngồi ghế điện, hoặc là bị chích thuốc độc. Mình biết rất rõ rằng tóc nó rụng dữ này, nó có chemo, có quá trị xạ trị cỡ nào chắc mình cũng không qua hết năm nay. Khi mình nhớ như vậy đó thì mình đương nhiên vẫn ăn vẫn uống vẫn cười nói vẫn làm những cái chuyện cần làm, cái gì thuộc về trách nhiệm bổn phận phận sự với người chung quanh mình vẫn làm, nhưng mà làm bằng một cái tâm thái rất là tỉnh táo và rất là nhẹ nhàng buông bỏ. Bởi vì mình biết mình là tử tù, mình biết mình là ung thư kỳ cuối, thì cái người hành giả hoặc là cao hơn bậc nữa là các bậc thánh, người ta vẫn sinh hoạt như mình vậy đó. Tôi vẫn nói vậy, tu mà tu thứ thiệt á, không có cần mong người ta biết mình tu nha, nhưng mà bản thân mình thì luôn luôn sống trong một cái nhận thức rất rõ là nay còn mai mất, sáng còn tối mất,
đấy, biết rằng là mọi thứ là do duyên mà có, và có trong cái cấu trúc gọi là lắp ráp, cái trước nó thay thế cái sau, và cái trước cái sau nó thay thế cái trước, cái sau nó thừa tiếp cái trước, cái sau không phải là cái trước, dầu cho nó có giống nhưng mà nó chỉ là vẫn là cái khác. Không có cái gì mà tồn tại quá một sát na, chẳng qua nó giống nhau rồi mình tưởng là một, không rồi. Vị đã biết rất rõ mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi. Vị ấy thấy rõ rằng muốn có được nụ cười không phải là dễ, muốn có được cái vị ngọt không phải là dễ, nhưng mà cái vị ngọt đó, cái nụ cười đó là giả đấy. Còn tất cả những cái khổ cũng là do ảo mà ra. Ví dụ mỗi được một bậc la hán, một vị la hán có bị đổ máu đổ ruột thì người ta vẫn nhìn cái máu và cái chùm ruột đó, họ nhìn khác mình, họ nhìn đấy họ chỉ thấy giống như một cái cây mình nó bị trống gốc, hoặc là mình đã bị bật bật cái lớp vỏ ngoài vậy thôi, nhẹ nhàng vậy đó. Còn mình thấy đây là thân xác của tôi, là sức khỏe, là nhan sắc, là tánh mạng của tôi, là sự nghiệp của tôi. Tôi mà chết rồi thì 100 tỷ 1.000 tỷ nó sẽ rời tôi, mình đi, nó sẽ vô tay người khác, vợ con tôi sẽ thuộc về ai đó, ví dụ như vậy. Mình cứ nghĩ như vậy cho nên mình không cam tâm mình đi. Tại vì la hán thì cháy máu thì cầm máu, lòi ruột thì kêu cấp cứu rồi cứ kêu nhờ ai được thì giúp, nhưng mà giả định như nhờ không được thì nghĩ rằng cái cây đến lúc nó ngã rồi, cái bình này đến lúc nó vỡ rồi, chỉ nghĩ vậy thôi. Cái cây đến lúc nó ngã, cái bình này đến lúc nó vỡ rồi. Còn mình thì khác, mình đặt cái ý niệm tôi và của tôi vào mọi thứ, trên cả cái mình ghét và trên cả cái mình thích. Từ đó cái đắng cái ngọt là do mình nghĩ ra, trong cái sáu trần vốn dĩ là chẳng có cái gì là ngọt là đắng mà do mình nghĩ ra thôi. Chư thánh như Đức Phật ngài cũng những cái ngài thấy cũng y như mình, chứ đừng nghĩ là ngài thấy cái khác mình đâu. Ngài cũng đi trên đường, ngài cũng thấy có gai góc, có hoa cỏ, ngài cũng thấy là nắng vàng mây trắng trời xanh, ngài cũng thấy sình lầy nước động y như mình vậy đó, nhưng mà ngài thấy nó là nó, không ảnh hưởng gì tới ngài hết. Ngài tiếp tục ngài an lạc. Ngài an lạc không phải là vì ngài có được cái ngài thích nha, nhớ nha. Ngài an lạc không phải là vì ngài có cái ngài thích, không phải an lạc là vì ngày tránh được cái ngày ghét, mà ngày an lạc là vì ngày không còn cái gì để thích và ghét. Ngày an lạc là vì ngày không có cái gì để mà ngày sợ mất, và ngày cũng không có cái gì để mà ngày trông đợi hy vọng. Từ cho đó ngày an lạc là vì ngày nhẹ nhẹ tên. Nó có như hai cái thứ an lạc. An lạc do mình có cái gì đó và do không có cái gì đó, mà phàm phu quý thiếu trí không tu tập chỉ biết được có một thứ thôi, đó là an lạc do có này có cái kia, có sức khỏe, có nhan sắc. Phải nói rằng ấy, đối với cái tình trạng sức khỏe của mình, theo tôi biết ấy, thì nó có hai cái niềm vui. Một là vui vì mình khỏe, hai là vui vì mình không bệnh. Vui vì mình là không có nợ nần, còn có người vui vì mình phải có tiền. Như tôi bây giờ, tôi cái niềm vui lớn của tôi không có nợ, chứ không phải là tôi vui vì tôi có tiền, mấy cái số tiền tôi có nó không đủ để tôi vui. Nhưng mà tôi vui là vì bây giờ tôi không phải lo cho vợ con, lo cho ai hết, tôi cũng không có nợ nần, tôi cũng không có chuyện gì phải tiêu xài tiền bạc. Tôi hạnh phúc là vì tôi không có nhu cầu, chứ không phải. Chứ còn ngoài đời đó là họ vui là vì trong nhà băng họ có nhiều tiền, họ có nhiều đất, có nhiều nhà, họ trên tay họ có cái đồng hồ đắt tiền, dưới chân họ có đôi giày đắt tiền, trên mình họ có áo quần đắt tiền, mặt kính, đồng hồ, dây lịch, nón, mũ, khăn, quấn đắt tiền. Nhưng mà đối với người tu thì an lạc là vì không có cái gì đã đành rồi, mà tại vì không có nhu cầu, không có cái lòng trông đợi, không có lòng thất vọng, thì cái này là cái an lạc. Cho nên chốt lại tu hành là gì? Là thay thế. Tôi tâm đắc cái chữ thay thế. Tôi thích cái chữ thay thế hơn là cái chữ destroy hay là elimination. Tôi thích cái chữ replace, tôi thích chữ đó hơn, là thay thế thôi. Là thay thế. Thay thế tức là do hiểu lầm mà mình thích cái vật gì đó, mình nặng lòng với cái vật gì đó, mình trông đợi hy vọng cái gì đó, mình ghét ai đó, mình bất mãn ai đó, rồi bây giờ mình hết hiểu lầm rồi, mình hiểu rõ chuyện rồi, cái mình không có trông đợi, mình không có hy vọng, không có thích thú cái vật đó nữa, rồi mình cũng không có ghét bỏ, không có thù oán, không có bực mình cái người kia nữa, cái gì nó nhẹ. Nó nhẹ đâu phải là vì mình được cái gì, mà là vì mình ô hi ta pha rồi gánh nặng đã đặt xuống, ú xít ta qua
Katakarani Yoga. Chuyện nên làm đã làm, Brahmacharyam Uṣatapā, tức là phạm hạnh đã viên mãn. Nhưng cái quan trọng nhất là Ohitavaro, đó là cái từ mà Đức Phật dùng trong kinh khi mà mô tả cái quả vị la hán. Ohitavaro là gánh nặng đã đặt xuống, đã ném, đã quăng, đã bỏ, đã liền nhẹ. An lạc là vì không còn cái gì để mà thích, để mà ghét. Khi mà còn có vô minh trong bốn đế, tức là còn có cái hy vọng, có cái trông đợi, có cái hy vọng, có cái trông đợi. Nó có hai cách nghĩ mà tôi nhớ, và còn nhớ là cái nói bà con nhiều lần lắm. Có hai cách nghĩ. Cách một á, tôi nghĩ rằng sự việc nó không như vậy, tôi không nghĩ rằng sự việc nó là như vậy. Một cái là I don't think that, I think that. Một cái là tôi nghĩ rằng nó không như vậy. Tôi nghĩ nha, tôi nghĩ rằng nó không như vậy. Còn một cái là tôi không nghĩ rằng nó như vậy. Hai cái này nó khác nhau nhiều lắm. Tại vì mà khi mình còn có bận lòng, mình bận tâm về nó khác. Ở đây mình vốn dĩ không có nghĩ tới. Nó nghĩ tới, ồ tôi không hề nghĩ cái gì đó vậy. Nó khác. Ở đây là tôi nghĩ rằng nó không như vậy, nó khác. Còn có một chút nắm níu, nó khổ lắm. Cho nên cách đây mới có ngắn ngắn chắc mấy hôm thôi, có người tôi không biết họ nói thiệt hay nói đùa, họ nói họ là gia đình chúa, họ là gia đình chúa Cơ Đốc ấy, ở bên đầu chúa, chúa rồi đi qua nước ngoài rồi thông thoáng, chúa mình cái chúa mình nước ngoài này thoáng, chúa trong nước, chúa trong nước là ví dụ như là phải đi nhà thờ thường xuyên, phải hùng góp tiền nhà thờ thường xuyên, và đặc biệt ấy, là hôn nhân. Nhưng mà ra cái nước ngoài thì cái chuyện hôn nhân không có sao hết á, ngày này mới lấy đạo nào mình lấy thì có kể nhờ vậy cho nên là cô mới có người bạn trai, rồi sau đó có lấy chồng đạo chúa. Thì cô hỏi tôi vậy chứ con cũng muốn đeo cái gì đó, giờ đó con đeo con có cái thánh giá con đeo, giờ con không muốn đeo thánh giá nữa, con muốn đeo hình Phật mà chổi lắm, vì cả nhà ai cũng đeo thánh giá, rồi con đeo hình Phật cũng kỳ, mà đeo mà không đeo thì cũng quen rồi, bây giờ quen đeo, quen thì không đeo đó cũng hơi thiếu thiếu, thì đeo gì cũng đều được, đeo trái tim, đeo con gấu, con vịt, con gà gì cũng được, nhưng con muốn đeo cái gì để biểu tượng của tâm linh ấy. Cái tôi nói tiếp tục đeo thánh giá, tiếp tục, thứ nhất là không chổi ai hết, không để cho người ta phải bận tâm là mình bây giờ theo đạo gì. Mà thứ hai là thánh giá nó đơn giản. Chứ tôi không ủng hộ chuyện đeo tượng Phật, tôi không ủng hộ, tôi không có chống nhưng tôi không ủng hộ. Chứ con nói trời, con giờ con theo Phật, con nghe pháp của bên đạo Phật, bây giờ bắt con nghe, bắt con đeo thánh giá, là tôi nói không, cái thánh giá do mình thôi. Đây, đây tôi đã kể lại đề, bây giờ tôi mới vô nội dung. Tôi nói cho mình cái thánh giá đó đó, nó là bi và trí, mà tức là nội dung của đạo Phật ấy. Con nói vậy hả thầy? Tôi nói phải, phải. Cô nhìn cái thánh giá nha, nhìn kỹ nha. Cái thánh giá đó, cái chữ đầu tiên đó, nó mình bi là gì? Thánh giá đó là cái hình của một người đứng giang tay, đúng không? Giang tay ôm lấy muôn loài không phân biệt. Bất cứ một cái ranh giới nào về văn hóa, chính trị, tôn giáo, lập là chủng tộc, ngôn ngữ, màu da, màu cờ, sắc áo, ôm hết. Đứng không, đứng thẳng lên, bung hai tay ra thì có phải là cái thánh giá không? Đó là bi, tức là tinh thần gọi là bắt truyền, gọi là tinh thần gọi là quán âm ấy, lắng nghe cuộc đời, dang hai tay ra, giúp ai được thì giúp, đó là đại bi. Đó, thánh giá cái ý nghĩa đầu tiên là một cái người đứng giang tay. Mặc dù mình vẫn đeo thánh giá nhưng mình nhìn thánh giá mình thấy đó là một người đứng giang tay ôm lấy muôn loài, không rồi người gặp người trên đời đau khổ, người gặp người trên đời khổ đau, người ngàn xưa ngàn sao yêu nhau dắt dìu nhau qua cuộc biển dâu, hay quá phải không? Đó là tinh thần đại bi của thánh giá. Còn đại trí là sao? Cô lấy cái thánh giá cô gạch xuống một đường, đó là chữ ai trong tiếng Anh, ai là tôi, mà mình tu là mình xóa cái ai đó đi, mình gạch ngang, xóa xóa cái chữ ai đó, xóa cái thì gạch xuống là chữ A, là chữ Y đó, là ai là tôi, me, my. Rồi
Bây giờ mình gạch ngang đó, cái là mình xóa cái tôi thì đó là mình nhận thức, cái là trí tuệ vô ngã. Thì như vậy cái đánh giá đó đại bi, tức là cái dáng người đứng giang tay ôm lấy muôn loài. Còn đại trí thì sao? Đại trí đó nghĩa là xóa đi cái ý niệm tôi và của tôi, mà cái xóa mà xóa đúng mức là thân là trừ bỏ thân kiến, không là tầng thánh cao nhất, là tầng thấp nhất, tầng thánh đầu tiên của thánh. Sơ quả đó là gì? Là cái người mà đeo thánh giá xứng đáng nhất này này là tu đùa, tức là mình đã xóa cái thành kiến, tức là xóa cái tôi. Như vậy thì tu hành là gì? Là thay thế cái nhận thức. Cái nhận thức. Thay vì I think, bây giờ mình I don't think. Với vậy thôi. Nó khác nhau một tí đó thôi. Thay vì mình còn bận tâm, tôi nghĩ nó không phải như vậy, rằng là tôi không thèm nghĩ nó là cái gì hết. Ở đây cũng vậy, trong cái thánh giá đó đó. Thì mình muốn thấy đó là Chúa chịu khổ nạn, chịu gánh cái tội tổ tông cho loài người cũng được, nếu mình là người cơ đốc mà là một tín hữu Thiên Chúa. Nhưng mà nếu mình là một Phật tử thì ok, không sao hết. Đấy. Thì mình, nhưng mà nói vậy là nói trong trường hợp cô đó thôi, chứ đừng có nghe này xong mà cả cái rum này bùng kéo cho đeo thánh giá rồi nói sư tội khanh suối khổ lắm nha. Rồi sẵn đây tôi nói luôn, tức là năm 22 thì phải có năm 22, năm 22. Có người hỏi chúng tôi cái vụ mà có mấy cái vị tu sĩ mà ăn mặc không có giống truyền thống đó, rồi như vậy thì có phải là đầu đà hay không, thì tôi phải nói bữa nay nên rút ruột nói hết luôn nha. Đây là chuyện nó chuyện tầm thào, nhưng mà nó nói cho nó hết. Mặt mũi tôi xấu trai tôi biết, mà cộng với cái chuyện là cái biểu cảm tôi không có đẹp, mà giọng nói tôi là giọng mí giọng kim nghe nó kỳ lắm. Các bạn biết tôi sợ nhìn cái video của tôi lắm, tôi sợ nghe lại bài giảng của tôi lắm. Tôi biết rất rõ cái nhược của tôi nằm như đó, cho nên với cái mặt mũi của tôi và cái giọng nói của tôi, cái biểu cảm của tôi, và cái cộng với cái cách nói của tôi, khi mà tôi trả lời nó nghe nó có vẻ nó thiếu tự tâm. Rồi bây giờ ra Việt Nam mình đang có cái vụ mà ông sư ông thầy nào ốp được cái điện này. Cái vụ này nó không phải là vụ trước là ông khác, nhưng mà bây giờ người ta mới lấy, người ta mới cắt cái đoạn mà tôi nói về cái ông kia đó, mới đem bung ra ngay thời điểm này. Thế là cả một rừng người gồm trên dưới tròm trèm 100 triệu dân Việt Nam, tôi đứng về phía hội chữ, tôi không còn có non nước nữa. Thì đương nhiên thì bà con muốn chửi thì có quyền chửi. Thật là tất cả chúng sanh trên đời này, bà con muốn chửi ai thì chửi. Nhưng mà tôi đâu phải là bà Hàn Ni Nguyễn Phương Hằng, cái bị thoải mái không rồi. Nhưng cái điều tôi muốn nhắc lại ở đây để nói rằng hôm nay tôi đang giải thích về cái gọi là thay thế nhận thức trong cái hành trình tu chứng, để tôi mới giảng về thánh giá. Rồi bà con mới cắt cái đoạn này, bà con đi đăng lên bà con suối nói là sư tử cạnh suối, bà con bỏ chùa theo Chúa. Đấy, ai với Việt Nam mình dám cắt khúc này ra đây. Mà ba cái ai bây giờ đó, cái bây giờ nó còn làm gì cái gì còn động trời nữa, cái gì ghép là tôi đeo thánh giá rồi tôi rửa tội bị tích, chịu phép bị tích ở nhà thờ tôi lắm, bỏ chùa theo Chúa tôi lắm chết tôi luôn nha. Nhưng mà thôi kệ, tôi hiểu công đức thì bà con tới đâu thì mình chịu tới đó thôi. Thì tôi muốn nói trưa nay tôi muốn nói cái gì, phiền não nói gọn là ba, là tham sân si, rồi thêm nữa là ái mạn kiến nghi, rồi thêm nữa là bảy tiềm miên, hay là 10 kiết sử, hay là 14 tâm sở bất thiện. Nói gì thì nói, tất cả là những khía cạnh tâm lý, những khía cạnh ngộ nhận của một người chưa hiểu bốn đế. Đó là lời định nghĩa của tôi về cái gọi là phiền não. Phiền não dầu có chia ra cách nào đi nữa, đó là những khía cạnh tâm lý của cái người mà chưa có hiểu được bốn đế. Mà bộ hiểu được bốn đế nó có 5 cách. Cách một là nhớ nha, hiểu bốn đế nó có 5 cách. Cách một là cái biết của phàm phu, tức là người có học đạo đó, chứ còn người không học đạo thì cái như là mẫu bộ lưới mình không có biết, mà không có biết mình đang nói người có học đạo ấy. Cái biết thông qua gọi là kiến thức sách vở chữ nghĩa từ chương, và thông qua cái khả năng tư duy của bản thân, đó là cái biết của phàm phu về bốn đế. Cái biết này thì nó cũng chập chờn lắm, không?
bởi vì phàm phu mình nó là thấy không rõ cái điều mình tin và không tin lắm cái điều mình thấy, cho nên là thấy vậy thôi chứ ai mà chửi mình là mình nổi điên lên à, mình nhớ ha. Rồi những cái thể vậy là cái hiểu biết đầu tiên, cái cách hiểu đầu tiên là cách hiểu của phàm phu à, tức là hiểu một cách đại khái thì thôi chứ còn nó không đủ để thay đổi con người của mình cho tốt hơn à. Rồi cái cách hiểu thứ hai là cách hiểu của các tầng thánh tu đầu quần. Với cái cách hiểu của vị này nè, đủ để cho vị đã cắt đứt hai thứ phiền não, đó là thân kiến và hoài nghi. Thân kiến nghĩa là cái chấp sai lầm mà thân tâm này là của tôi chính là thân tâm này, nên thầm thân trong cái thân tâm này có tôi, trong cái gọi gọi là tôi có thân tâm này, ai đụng tới thân tâm này chính là đụng tới tôi đó. Vì tôi là quần không có cái đó, 20 cái thân kiến vị đó không có. Tức là trong năm quẩn có tôi, trong tôi có năm quẩn, tôi chính là năm quẩn chính là tôi. Đấy, tức là bốn cái đó mà đem nhân cái năm quẩn là 20, 20 cái nhận thức đó được gọi là thân kiến, cái đồ quần, tu đồ quần có. Cái thứ hai là hoài nghi, là vì nó không còn hoang mang nghi hoặc là tôi là ai, là cái gì trong trời đất này, tôi từ đâu tới, tôi sẽ đi về đâu, bây giờ tôi cần phải làm cái gì cho tôi, cho cuộc đời tôi, Phật là gì, Phật có thiệt không, Pháp là gì, Pháp có phải là lời Phật không, có phải là con đường dẫn đến thôi sự thoát khổ không, Tăng bảo là gì, có phải là những đệ tử chứng thánh của Phật không, cái chứng của họ có đúng là con là cái con đường giác ngộ giải thoát triệt để hay không, hoang mang nghi hoặc như vậy thì bị tôi quần có cái hoài nghi, cái nghi hoặc ấy, thân kiến và cái nghi hoặc không còn nữa, nhưng mà vì họ thấy chưa có tới 100% cho nên tạm thời họ trừ có hai cái đó thôi. Còn cái giới cấm thủ là nó được kể rộng ra thôi, chứ thật cái giới cấm thủ nó đi ra từ hai cái này. Giới cấm thủ là gì? Giới cấm thủ nó là cái hình thức hành động, cái hình thức hành trì, đúng hơn hình thức hành trì. Giới cấm thủ là hình thức hành trì của cái người mà chưa có trừ được thân kiến hoài nghi, nhớ ha. Giới cấm thủ là cái hình thức hành trì, cái kiểu hành trì của cái người mà chưa có trừ được thân kiến hoài nghi. Giới cấm thủ là cái cách hành trì nào mà nội dung hành trì không phải là bát chánh đạo, và cái cứu cánh nó nhắm đến cũng không phải là niết bàn, tức là cái nội dung hành trì không phải là đạo đế, mà cứu cánh không phải là diệt đế, chỉ vì nó mù tịt về khổ đế và tập đế. Thì cái cách hành trì đó được gọi là giới cấm thủ à, chỉ vậy thôi. Rồi kiểu vậy là mình đã nói xong hai cách mà nhận thức về tứ đế. Cách một là của phàm phu, cách hai là của tu đồ quần bậc thánh sơ quả, cách ba là của bậc nhị quả, tức là họ thấy rõ bốn đế thêm một lần nữa, thấy thêm một lần nữa bằng cái tâm thánh thánh đạo ấy, tâm tâm nhị đạo. Nhờ cái lần thấy lần thứ hai này này là học làm vậy, cái họ lập tức ngoài cái chuyện mà thân kiến hoài nghi đã cắt đứt ở cái tầng sơ quả rồi, bây giờ họ làm thêm một chuyện nữa đó là họ giảm nhẹ à, gọi là tiếng Bali gọi là tanu karana ấy, làm yếu đi, làm yếu đi, làm yếu đi cái gọi là dục ái và sân, tức là hai cái này ở họ nó chỉ có trong tâm chứ nó không có đủ để biểu hiện ra bên ngoài cho người khác nhìn thấy, nó giảm nhẹ là như vậy. Chứ như vị tu đồ quần mình nhìn vô mình thấy có thể còn thích cái này còn ghét cái kia trên hình thức ấy. Nhưng mà cái vị mà nhị quả đó là chỉ có trong tâm họ chứ còn cái dục ái và sân nó không có đủ để cho người ngoài nhìn thấy, hoặc nếu mà có thì tí tí vậy thôi. Rồi đến cái lần thứ ba là tới cái tầng thánh thứ ba là tầng tam quả, cái này dịch nghĩa là nhìn thấy được tứ đế lần thứ ba, nhấn thấy rõ là một lần nữa thì cái tầng này nó diệt trừ hẳn cái dục ái và sân, có nghĩa là không còn tiếp tục đam mê trong vật chất à, vật chất ở đây gồm có tình cảm nam nữ sở hữu vật chất tài sản, không có cái gì thuộc về mắt tai mũi lưỡi thân sắc thinh khí bị xúc rồi bị được tuyệt đối không còn thích nữa, đó là dục ái. Còn sân ở đây là nó là một cặp với dục ái, khi nào mình còn có đam mê trong năm trần vật chất thì ngày đó mình còn có cái bất mãn này nọ à, nhưng mà khi mà mình không còn vĩnh viễn không còn đam mê trong vật chất trong sắc thinh khí vị xúc thì kể từ đó mình cũng vĩnh viễn không còn có cái sự bất mãn, không còn có cái gọi là ưu, cái ưu thọ đó không, mình không còn nữa.
Như vậy mình thấy cái đây nó mở ra vấn đề rất là sâu, có nghĩa là cái cảnh dục khi mình còn thích trong cảnh dục thì mình còn tâm mình còn thô, mình còn bất mãn cái này cái nọ. Nhưng mà tại sao bất mãn là bởi vì mình chưa có trưởng thành, cho nên mình còn là con nít. Chính vì mình còn con nít cho nên là mình còn có những cái thích và có những cái bực mình của con nít. Nhưng khi mà mình trưởng thành hơn một chút nữa thì mình bỏ đi những cái thích của con nít, và nhờ đó mình bỏ luôn cái hờn giận của con nít, mấy cái mà bực mình mà vô lý vô cớ rẻ tiền tào lao bí đao của con nít. Không, rồi nhiều đến cái lần thứ tư cái tứ đế mình nhìn thấy thêm một lần cuối cùng đó là không phải là cuối cùng, mà nó thấy là một cái tầng cuối cùng đó. Cái tầng những cái lần mà tầng cuối cùng đó là cái tầng lan lan trí trí tứ quả. Thì với cái lần thấy này này thì đấy là vĩnh viễn không còn quay lui những ngộ nhận nữa. Thì như vậy mình thấy qua năm năm tầng, tầng một là tầng trí tuệ phàm phu về bốn đế, rồi tầng ba bốn năm là bốn cái tầng thánh, thì qua bốn tầng này tổng cộng là năm tầng. Thì trong cái hành trình là từ tầng 1 đến tầng 5 đó, một cá nhân nam nữ tăng tục không cần biết vẫn ăn uống đi đứng nói cười như bao nhiêu thiên hạ, nhưng mà ở trong cái tâm khảm của họ không không giống nhau. Ở cái tầng mà tầng phàm phu ấy thì còn có gọi là nguyên con luôn, tham sân si ái mạn kiến nghi, có điều lâu lâu nó có tu đột xuất, nó tu chớp nhoáng vậy thôi, nhưng mà tu nhẹ tu mỏng lắm, cái tu nó không đủ để cho gọi là chấm dứt phiền não. Nhưng mà từ cái tầng sơ quả trở lên, khi mà hiểu được bốn đế rồi thì trong cái nhìn cái thấy cái nghe cái cười cái nói của họ nó không có đính kèm những cái tâm thái tiêu cực nữa. Có một điều là cái tầng thánh thấp á, thì họ bỏ đi một ít cái khía cạnh tiêu cực. Tôi sẽ cố ý dạy cái chữ khía cạnh đó, khía cạnh tiêu cực, trong đó gồm có thân kiến của hoài nghi. Lên một cái tầng nữa thì họ mầm lòng mỏng là mòn đi cái dục ái và sân. Lên một tầng nữa thì họ cũng nhìn nghe ngửi nếm đụng y như mình vậy đó, nhưng mà họ dứt hẳn dục ái và sân. Nó giống như là một cái cơ thể mà mình mới vừa dội dội giày áo đầu tiên ấy, thì nó sạch được mới, rồi mình tắm lâu thêm chút nữa nó sạch thêm mới. Đại khái như vậy, chứ cái là mình vô mình gội đầu đúng không? Có người thì rửa chân trước, có người thì gội đầu trước, có người thì lo hai cái tay trước, có người lo hai cái chân trước, nhưng mà quan trọng nhất là nó sạch từng phần và cuối cùng thì sạch sẽ toàn thân. Sạch sẽ toàn thân. Thì ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy, đây mình tắm mình có cái này trước có cái kia trước tùy người, nhưng mà trong cái chuyện mà chấm dứt phiền não ấy thì cái nào mà nó gần với cái phàm phu nhất thì cái đó được giải quyết trước, là thân kiến hoài nghi. Hai cái này là hai cái phiền não gốc, mà nó chính hai cái ông thầy này nè, hai cái ông mà thân kiến hoài nghi này nè, là chính hai ông này là cái gì, cái biên giới sau cùng của cái gọi là phàm và thánh. Chỉ cần mà vượt ngưỡng vượt biên vượt tuyến qua khỏi hai cái này này là ngon lành. Bởi vì cái đặc điểm của phàm phu là gì, là thân kiến và hoài nghi. Đặc điểm của phàm phu là thân kiến và hoài nghi. Không, mà lướt qua được hai cái này, mà lướt vừa lướt triệt để nha, chứ còn cái kiểu mà mình đắc thiền mình về phẩm thiên thì mình cũng thanh tịnh cũng trong sạch, nhưng mà cái đó nó rất là tương đối, nó rất là giới hạn, nó rất là cục bộ. Không, nó giới hạn về không gian, về thời gian. Chứ nó cái gì giới hạn về thời gian là sao? Có nghĩa là được bao lâu đó, tuổi thọ thì đến bao lâu đó thôi, rồi rớt xuống cái đây nữa gì cũng đó là giới hiệu giới hạn về thời gian. Còn giới hạn về không gian nghĩa là mình còn có mặt trên cõi đó đó, mình là ok, nhưng mà mình xuống tới cõi dục giới là mình kể như là quần hình như cũ. Không, nhớ không? Nó rất quan trọng. Thì chiều nay tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói rằng tu hành chỉ là thay đổi cái nhận thức, chỉ là thay đổi. Và tôi nhấn mạnh 1 tỷ lần, tôi vẫn nhấn mạnh là cái đạo Phật, cái lời dạy của chư Phật ba đời mười phương không riêng gì đức Phật của mình. Không, thì cái chuyện đầu tiên là một cái nhận thức triệt để rõ ràng rằng mọi hiện hữu là khổ, dù đó là thiện ác buồn vui sang hèn ngu trí siêu đọa thánh phàm, tất thảy mọi hiện hữu đều là khổ. Nhớ cái đó, phải nhớ cái đó.
Cho nên hôm nay mà mình có tu hành ba mớ, giữ giới ba mớ, học đạo ba mớ, bố thí ba mớ, ngồi thiền ba mớ, phục vụ ba mớ, rồi đó là chẳng nghĩa lý gì hết, chỉ là uống thuốc để chữa bệnh thôi, không? Nó vẫn là nằm ở trong cái khổ. Ngày nào mà không còn cái gì để thích và ghét nữa đó thì lúc đó là coi như là mình đi được là 99% cái con đường thoát khổ. Chỉ còn cái 1% cuối cùng là mình chưa chết, mình chỉ có viên tịch, chỉ cần bây giờ hước một cái mà đi luôn lúc nó mới nhẹ. Chứ còn mà để mà mình là chứng la hán mà còn mang cái thân này thì cũng còn là 1% của cái khổ. Tùy cái gì muốn nói 1% cũng được, 1 phần ngàn, 1 phần triệu, 1 phần tỷ, muốn đấy mà mấy, nhưng mà đại khái là 1 phần rất là nhỏ, phần rất là nhỏ, không có đáng. Chứng thánh dầu đó là sơ nhị tam tứ quả tầng thánh nào cũng cần biết, chứng thánh xong là coi như mình đã bỏ đi hết 99%. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngày dạy thế này này các tỳ kheo, mấy cái hòn sỏi trước mặt Như Lai so với cái dãy núi Himalaya đó, nó lớn nhỏ thế nào thì Chư Tăng nó bạch Thế Tôn không thể so sánh được, một cái tỷ lệ nó quá chênh lệch. Một bên là một dãy núi mấy ngàn cây số, còn một bên là mấy hòn sỏi mình có thể cầm nhẹ nhàng trên bàn tay. Đức Phật ngày dạy rằng một cái người chứng tu đầu quần, chứng tu đầu quần mới có gọi là dứt được cái thân kiến và hoài nghi, thì cái vấn đề mà họ giải quyết được ấy nó nhiều như cái dãy núi Himalaya. Còn cái vấn đề tồn động mà họ chưa có lo xong ấy nó chỉ là 7 hòn sỏi. Tại sao ngài nói 7? Là bởi vì cái vị thánh tu đầu quần mà có đi đầu thai tối đa cũng chỉ 7 kiếp là phải chứng la hán, không còn tái sanh được. Cho nên ngày mấy ngày mình ngày mình ngày mấy Đức Phật ngày mấy 7 hòn sỏi trước mặt ta nó không là gì so với dãy núi Himalaya. Thì cũng vậy, cái vấn đề, cái gánh nặng mà vị sơ quả tu đà quần đã đặt xuống để giải quyết được ý, là nó như là cái núi Himalaya, cái dãy núi Himalaya kéo từ Ấn Độ mà qua tới Trung Quốc Tây Tạng, từ Ấn Độ, từ Ấn Độ mà qua tới Tây Tạng tức là Trung Quốc bây giờ đó, một phần lãnh thổ Trung Quốc bây giờ, 1/5 ấy, 1/5 của Trung Quốc, thì là còn lại bảy viên sỏi, và 7 viên sỏi đó mình bỏ nó mà lòng bàn tay mình cầm tỉnh bơ. À, đây cũng vậy, cái vấn đề ở đây á, là mình tu ấy, cái chuyện đầu tiên là tự xác định không phải tu để chứng thánh mà tu để không còn phạm này. Mặc dù hai cái này là một, hai cái này là đồng nghĩa, không, hai cái này là đồng nghĩa nha. Tu để không còn là phàm hoặc là tu để chứng thánh thì tôi chọn cái cách nói tu để không còn phàm, là vì nhiều lý do lắm. Thứ nhất là cái phàm ấy, cái mặt mũi nó ra làm sao mình thấy, mình hãy nghe cái mùi tanh tanh mình biết mình còn phàm, chỉ còn cái thánh mình đâu có biết thánh là cái gì, không, cứ ráng sao cho nó đừng có dơ nữa thì nó tự nhiên nó sạch thôi. Cho nên có hai cách, tắm để cho không còn dơ và tắm để cho nó được sạch, thì quý vị muốn chọn cách nào chọn. Thì ở đây cũng vậy, tôi chọn cái gọi là tu để không còn phàm, chứ tôi không có muốn nói tu để chứng thánh, là vì hai lý do. Lý do thứ nhất là cái phàm mình rất rõ rất rành, mình quan sát mình kiểm chứng được, còn cái thánh là quá gà, mình có gọi là thánh bao giờ đâu, là cách nhất. Cái thứ hai, khi mà mình tu mà mình nghĩ rằng mình tu để chứng thánh nó rất là nguy hiểm so với cái suy nghĩ là tu để không còn phàm. Là vì sao? Là bởi vì trong cái quá trình mà tu tập thì mình cứ nghĩ nó thánh thánh nó thánh, rất dễ bị cái gọi là tăng tưởng mạng, cứ thấy nó lạ lạ là tưởng thánh đấy. Đó giờ mình đâu có bao giờ mọi người mình nói nhẹ mát lạnh vậy, đâu có bao giờ mà cái rõ mà sao nó thông thoáng, nó sáng suốt, mừng niềm tin rồi chánh niệm rồi trí tuệ rồi tinh tấn của mình, đâu có bao giờ mà nó ngon lành gì hết ta. Trời, chưa bao giờ nha. Cái này là dứt khoát là thánh, là cái chắc luôn á, cái chắc luôn á. Quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Kể cả bây giờ mà các vị coi chắc cái mông của mặt đất 1 thước, không, người các vị mà có xẹt hào quang như là hàng gió đạ, chưa chắc, chưa chắc, nhớ nha. Cho nên tu mà mong chứng thánh nó phiền lắm, thấy lạ lạ đó. Giờ mình đâu có, giờ mình nó hào quang mà nó xẹt như là hàng gió đá đâu, bữa nay sao nó xẹt là thánh hay còn gì nữa, đồ không chắc ăn.
tà thần không, ma quỷ nó còn có khả năng nó còn nó sẽ hào quang nếu nó muốn, nếu nó muốn á nó làm được. Cho nên mình phải nhớ bà nó đồ giả đồ ảo, hành giả phải luôn luôn nhớ tu tài chánh, tu 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 định ấy là chỉ có tập trung vào cái đề mục, còn tu tuệ là chỉ có chánh niệm, chỉ có chánh niệm, dầu cho có tà ma quỷ quái tiên đồng ngọc nữ, dầu có nóng nực thơm thối là dễ chịu, gió mát trăng thanh là hào quang thủy lạc, nhẹ nhõm bay bổng mát lạnh sung sướng tê buốt đào mỏi, bất cứ chỉ là để nhìn thôi nha, chỉ là cái gì cũng vậy để nhìn, biết đây là chánh niệm, biết đây là thiện tâm, biết đây là tâm từ bi, biết đây là tham là sân, nó chỉ là nó. Đừng có giảm giá, đừng có phiên dịch, đừng có tô hồng chuốt lục bẻ rắn thêm chân, rồi tùm lum cho nó là nó hư đi không, chỉ chừng đó không thêm bởi gì hết. Đó là cái đặc điểm của cái người tu hành ấy. Ở đây là mình không có mong thành thánh, mà chỉ làm sao đừng còn là phạm, mà ngay cả cái lòng mà mong mình đừng còn phạm coi chừng như cái mong đó đó nó cũng là một cái gánh nặng cho người tu học. Kể từ bây giờ biết sống như cũ, sống gửi người không niệm không tuệ là không không tốt, thì kể từ lúc mình nhận ra cái chuyện đó thì bây giờ mình không có cần trốn cái phàm, cũng không cần cầu cái thánh, mà chỉ làm ơn thấy rằng mọi hiện hữu là khổ, mặc dù ở trong đáy sâu lòng mình đó, cái này phải nghe cho rõ nha, chứ đừng nói là ông tội khanh cũng phủ nhận, trong đáy sâu lòng mình vẫn biết chứng được quả vị thánh nhân là cứu cánh của đời mình, không còn là phàm phu nữa, là cứu cánh cho đời mình. Biết là biết như vậy rồi để nó qua một bên, phải có mục đích nha, phải có, nhưng mà để nó qua một bên không nhớ tới nữa, không nhớ tới nữa, bốn chữ có rồi quên nó đi, bây giờ chỉ tập trung mình sống chánh niệm, sống thanh thản nhẹ nhàng. Và như tôi nói, tu thứ thiệt, tu mà tu thứ thiệt thì từ cái chuyện bố thí giữ giới không, thiền định không, phục vụ từ tâm, bất cứ cái gì là phải được thực hiện bằng cái tâm trạng của cái người bị bệnh ngủ thuốc. Có nghĩa là sao? Chuyên cần miên mật tập trung không, không hề có lòng mong đợi ai đó biết mình không. Có một cái mâu thuẫn cực kỳ buồn cười và trẻ con, đó là rất nhiều người muốn người khác biết mình có giới, muốn người khác biết mình là thí chủ, muốn người khác biết mình nè có kiến thức giáo lý, mà cái này mới ghê nè, muốn người khác biết mình á là không thích cái gì. Cái vụ này có, cái vụ này có nè, muốn người khác biết là tôi là chỉ có tam mi quả bát, muốn người khác biết là tôi không có nhận tiền, muốn người khác biết là tôi không có thích danh lợi, muốn người khác biết là tôi không có chùa miếu đạo tràng tự viện, muốn là tôi muốn biết, muốn người khác biết tôi không ham thích học trò đệ tử nổi tiếng nổi tâm, muốn người khác biết như vậy. Thì là nó đây có hai cách, nếu mình là người thứ thiệt thì mình muốn cho người khác biết mình như vậy, cái chuyện này là như tôi vừa nói là đã không nên. Nói về trường hợp hai, trường hợp một là muốn người khác biết mình như vậy, còn trường hợp thứ hai là tệ hơn, muốn người khác nghĩ mình như vậy. Hai cái này khác nhau nha, một cái to know, cái là to think, hai cái khác nhau. Mình muốn người khác nghĩ mình như vậy tức nghĩa là mình không có được như vậy, mà chỉ mong người khác nghĩ thôi. Thì trường hợp thứ hai được trong người gọi là ba pichha, trường hợp một gọi là ichha nghĩa là dục, nhưng mà trường hợp thứ hai là ba pichha là ác dục. Ác dục nó có hai định nghĩa trong đó, trong hai định nghĩa, định nghĩa một thì tham ái nói chung gọi là ác dục, nhưng mà cái ác dục nó có nghĩa thứ hai nữa là mình mong cho người ta nghĩ tốt về mình khi mà mình không được như vậy. Đấy, cái là trường hợp hai, cái nghĩa thứ hai của cái chữ ác dục, nhớ nói cho kỹ nhớ nhớ ha. Rồi Papicha thì ở đây ấy, người tu hành ấy, chuyện đầu tiên cũng là chuyện cuối cùng, phải luôn luôn ý thức được rằng mọi thứ đều là gánh nặng, mọi hiện hữu đều là gánh nặng, dầu cho mình có tham sân si thì cái tham sân si đó mà gánh nặng, dầu cho mình có sát sanh, mình có săn bắn câu cá trộm cướp đốt nhà giết người lừa đảo gì đi nữa thì bản thân cái ác là gánh nặng.
mình có sung sướng bằng trời đi nữa, thì cái sự có mặt của cái người mà tàn ác cũng là cái sự có mặt không cần thiết, mà sự có mặt của cái người mà hiền lương đức độ, cái sự có mặt nó cũng không cần thiết. Nếu mà nói một cách rốt ráo, nếu mà nói cách rốt ráo thì mình không cần có mặt trên đời này, chứ đừng có nói là tôi muốn có mặt trên đời này để tôi sống sung sướng, hoặc là để tôi thành một bậc thánh nhân, một vị Phật, một người có đức hạnh đem lại lợi cho chúng sanh. Nó cái là chưa biết rốt ráo thì cái chuyện hoằng pháp của chư Phật chỉ là trách nhiệm. Chính ngài nói ngài chỉ là con gà mẹ, và ngài giúp cho mấy gà con nó chung ra khỏi cái vỏ trứng thôi. À, Phật đạo là gì? Bồ Tát là một hạt cát, biết rõ mình là hạt cát, cái chuyện đầu tiên ấy, biết mình là hạt cát, biết là sự có mặt của hạt cát là vô nghĩa, vô ích, vô dụng. Đấy. Và vị đó, cái biết này được kéo dài thì vị đó thành viên ngọc, và khi thành Phật rồi thì cái viên ngọc đó độ được vài nắm cát nữa, xong nguyên cái Phật đạo nói gọn là như vậy. Vị Bồ Tát đầu tiên, bước đầu tiên của một vị Bồ Tát, bất cứ vị Bồ Tát nào, thì cái bước đầu tiên đó thấy đó là biết mình chỉ là hạt cát, cái thân phận của một hạt cát nó vô nghĩa, vô ích, vô dụng, vô vị, đấy, nhàm chán, nó không có lý do gì hạt cát nó có mặt trong cái sa mạc này hết. Nhưng mà ông nói giờ mình ở đây hoài, thế là vị đó liên tục thực hiện các hạnh lành mà trong một cái tâm niệm rằng tôi chỉ là một hạt cát do các duyên mà có, chỉ là một hạt cát, biết rất rõ. Và hạt cát nó lâu ngày ấy, sau nhiều kiếp, tôi gọi là dễ thương chứ tôi không kêu là tu hành, mà kêu dễ thương. Hạt cát nó sau nhiều kiếp dễ thương, nó bèn trở thành một viên ngọc, và viên ngọc nó quay trở lại độ thêm vài nắm cát khác. Tại vì có những cái viên cát, có những cái hạt cát nó không có tự, nó không có khả năng để nó thành ngọc, nó không có khả năng thành ngọc, thì phải nhờ cái viên ngọc này giúp giúp cho nó không còn là cát nữa, giúp cho nó biến mất khỏi sa mạc. Và một một vị Phật như vậy trung bình á, nếu ngài là một vị Phật, là một hạt cát, một viên ngọc ấy, một viên ngọc thì trung bình á, thì cái số lượng người mà ngài độ được cũng chỉ là vài nắm cát trên cái sa mạc. Con số đó dù nhiều cách mấy đi nữa cũng không nghĩa lý gì so với cái gọi là vô lượng chúng sanh trong vô lượng vũ trụ. Một cái là limit, cái là unlimited, nhớ nha, chỉ vài nắm cát vậy, vài nắm thôi. Tôi cho giải thúng đi, rồi giải thúng xong đấy. Thì tu hành là vậy đó, tức là mình chỉ thay thế nhận thức, mình nhìn vấn đề một cách tỏ tường, bình tĩnh, sáng suốt, khách quan và trung thực, không nặng lòng cái gì hết, nhưng nhẹ lòng cách mấy cũng phải luôn nhớ được rằng mọi hiện hữu là khổ, là không cần thiết. Tôi chủ trương là thay vì ghi tùm lum, chỉ ghi có giáo lý tứ đề trên sách: mọi hiện hữu là khổ, sướng cách mấy, khổ cách mấy cũng gọi là khổ. Khổ để gồm cái hai, là khổ bản chất và là khổ cảm giác. Khổ cảm giác là cái sự khó chịu, sự đau đớn, còn khổ bản chất là cái sự bất toàn, bất trắc, thì gọi là khổ bản chất. Cái thứ hai nữa là tất cả thiện đều là khổ, trong đó bát chánh đạo vừa là khổ mà vừa là con đường thoát khổ. Tất cả ác đều là khổ, mà trong đó tham ái nó vừa là khổ mà vừa là con đường dẫn đến khổ khác, chỉ vậy thôi. À, sống bằng những cái nhận thức này nè chính là con đường thoát khổ, cứ ghi chừng đó thôi, hoặc là in nhỏ lại, gò lại, nhét trong cái ống bằng vàng 18, bằng 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 cái đầu đũa gì đó, rồi đeo ngực, mỗi lần nó đánh tăng 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 lên mình nhớ, à trong đó là tử đế đó, cứ gõ như người mình. Chứ còn cái gì muốn đeo gì đeo, không muốn đeo gì đeo, như nãy tôi kể là cho cái bà đạo chúa thôi, tức là cái thánh giá đó. Từ chỉ là thay đổi nhận thức thì mình từ chùa, từ chúa qua chùa tới tắt, từ chúa qua chùa tới tắt, thay vì đó là mình thấy đó là tượng chúa, con của bà Maria, thì bây giờ mình chỉ quay qua một phát mà nên nhớ: chân lý không có cần nhãn hiệu, bi và trí không cần nhãn hiệu, không cần phải gán ra đó cái chữ chùa hay là chữ Phật, mà bi trí đó là cái luật của vũ trụ, luật của vũ trụ, con đường giải thoát và bản chất của con người giải thoát chỉ nằm trong hai chữ bi và trí. Trí là buông hết, còn bi là thương hết.
xót xa hết những đứa con ở lại bờ kia ảo mộng và đau khổ. Mặc dù đau khổ cũng là ảo mộng, nhưng mà thương ở chỗ là tụi nó sống trong mộng mà tụi nó không có biết. Thương là thương chỗ đó, đó. Cho nên đi cái thánh giá trong đạo Phật mình nếu có rất là đẹp, đẹp lắm. Thứ nhất, thánh giá là biểu tượng của người đứng giang tay ôm lấy muôn loài, đó là đại bi. Thứ hai là tự xóa đi cái ngộ nhận về cái gọi là tôi và của tôi, đó là đại trí, phải không? Thì tu hành là chỉ thay thế nhận thức thôi, nhẹ nhàng, đơn giản. Có một điều là ngày nào mà mình còn lén lén mình thấy cái sự hiện hữu này nó là hay, nó là cần thiết, nó là có một chút gì đó ngọt ngọt, nó có một chút lý do để mà tiếp tục, thì ngày đó dẹp, không có tu hành gì hết. Nhớ nha, không có tu hành, đi chùa cũng tiền mệt, đi chùa mất công. Cái đạo Phật này chỉ dành cho một người duy nhất thôi, một người duy nhất thôi, không có người thứ hai, chỉ có một người duy nhất thôi. Đó là cái người thấy rằng mọi hiện hữu là không cần thiết, là vô nghĩa, vô ích, vô vị, vô dụng. Nhớ như vậy. Thì chỉ có cái người mà có thấy được cuộc đời này qua bốn chữ vô đó đó, chỉ có một người đó thôi, thì mới là cần thiết đi chùa, cần thiết bị học Phật, tu Phật và thành Phật. Còn ngoài ra mình tự mình thấy mình chưa nhìn cuộc đời qua bốn chữ vô rồi, vô nghĩa, vô dụng, vô vị, vô ích, thì bốn mình chưa thấy cuộc đời được qua bốn cái vô đó, thì tôi nói thẳng luôn, đừng đi chùa, không cần đi, mới mệt cho đi, đi làm cái gì, đừng có nói mà đi gieo duyên, tôi cũng thấy cũng tào lao rồi. Dẹp không có duyên, tại vì nó còn đã quá mà mình gieo lại mình bốn nó thành Phật rồi sao. À, mình thấy nó đang ngon lành mà mình gieo làm cái gì, mình gieo là bởi vì mình mong có lúc mình hái mình gặt đúng không, mà bây giờ mình còn thấy nó ngon lành quá gieo là mình ngu mới gieo, gieo làm cái gì, không có gieo nha, nha, không có gieo, ngu mới gieo, mình phải thấy nó là khổ mình mới gieo. Tự nhiên cái mình còn thấy mình cần có mặt ở cuộc đời này, mình còn thấy có lý do để mà mình còn mặt, tiếp tục hiện hữu trong các cái hình hài đời này kiếp nọ, thì mắc cái chứng gì mà đi gieo làm cái gì nha. Cái đạo này chỉ dành cho một người duy nhất thôi, cái người nhìn thấy cuộc đời này qua bốn chữ vô. Và phiền não là gì? Phiền não chỉ là những khía cạnh, chỉ là những khía cạnh tiêu cực ở một cái nội tâm chưa có thông tỏ tứ đế. Thiện pháp là gì? Thiện pháp là những khía cạnh tích cực ở một nội tâm biết tu hành, một nội tâm thiện lương. Nhưng có một điều là cái gọi là thiện tâm ấy nó có hai trường hợp: thiện tâm hữu lậu và thiện tâm vô lậu. Thiện tâm hữu lậu là thiện tâm của cái người còn cầu cái quả nhân thiên, bố thí mong giàu, từ tâm tâm mong đẹp, mong thọ, mong có sức khỏe, rồi sống lâu đó. Thì cái thiện đó là cái thiện của người con còn quẩn quanh. Chỉ có cái trường hợp thiện thứ hai là thiện vô lậu, cái là hành thiện lánh ác với cái lý tưởng cầu đạo giải thoát, buông hết mọi thứ. Và cái chữ cậu đây nói để cho bà con hình dung thôi nha, chứ trong lúc mà tu tập niệm xứ là không có cầu, không có mong, không có trông, không có đợi, cầu mong trông đợi dép. Chỉ có tại đây và bây giờ. Nhớ ha, mặc dù trong đáy sâu tâm cảm của mình thì mình biết rõ mục đích của chuyện tu tập này là cái gì, nhưng mà sau đó phải đẩy vào hết. Chẳng hạn như tôi nói rất là nhiều lần, một sinh viên đại học phải có một cái mục đích, một cái lý tưởng và một cái đích đến rõ ràng. Tôi trở thành luật sư, tôi sẽ trở thành bác sĩ, tôi sẽ trở thành một ông giảng sư, giáo sư đại học, tôi sẽ trở thành một nhà khoa học, tôi sẽ là một học giả, tôi sẽ là một dịch giả lớn, tôi sẽ là người được giải Nobel về một lĩnh vực nào đó. Nhưng mà sau khi mình đặt ra cho mình một cái đích đến, mình dẹp nó qua một bên, xác định rồi dẹp nó qua một bên. Bây giờ anh đang học y, học dược, anh đang học về vật lý, văn chương, triết học, kinh tế, luật, đúng không? Anh chỉ biết cái đó thôi, tập trung cái đó. Chứ còn anh không thể nào mình ở một đống giáo trình mà bài vở mà anh cứ mở ra anh thấy vì là ở quận 7 có piscine mấy trăm mét vuông, rồi có sauna, có buồng tắm tuyệt bác, rồi sân thượng, rồi có gì, rồi đúng phòng ngủ có gì. Sao anh học xác định mục đích rồi đẩy nó qua một bên, chỉ chuyên tâm vào chuyên môn, đó chính là chuyện tu học nha. Hay bắt đầu mệt
Chúc các vị một ngày vui và hẹn lại nhau thì sao. Dạ, chúng con thành kính chiên sư Dạ. ạ. Dạ vâng, thay mặt ban tổ chức một lần nữa chúng con thành kính chiên sư. Cảm ơn ban tổ chức và toàn thể quý vị. Và nguyện chúc quý vị được an vui, được tấn hóa và sớm chứng ngộ Niết Bàn. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau ạ. Vâng, xin chào tất cả quý vị.